đấy là hộp ấy. À, đây là đập hộp Santa Fe 2019 nha quý vị nhé. Đấy, trực tiếp mua luôn và được người ta trở về tận nhà, quá là tuyệt vời. 2019 này trông to hơn kia tí nhỉ. Vâng, bán hơn kia đi, lấy hôm này. Cái này 7 chỗ, kia nó bé. Cái này nó 7 chỗ, con kia túc sơn 5 chỗ. Chờ tận nhà chứ. Ai mua con này à? Ôi, có nhiều tiền đấy. Cái này nó đã ăn. Dạ? Con cú đâu? Cú để cho nhà Hải. Chưa? Anh kéo đi phát rồi. Không phát đâu, quay là video rồi. Mình không buồn. Nó đi về rồi.